Đồ gỗ Hoàng Thao xin kính chào quý vị, và hôm nay thì mình sẽ dẫn quý vị đến với cả xưởng nơi mà đồ gỗ Hoàng Thao kê những các cái sản phẩm mộc, và đến với cả bộ bàn ghế nghe bảo đỉnh cột 12, 10 món trên chất liệu gỗ muôn hoa. Và cái bộ bàn ghế nghe bảo đỉnh cột 12 này trong cuối năm 2023 thì rất là cháy hàng tại đồ gỗ Hoàng Thao luôn ạ. Và đầu năm mới này thì đồ gỗ Hoàng Thao sẽ khai xuân khai máy bằng một bộ bàn ghế nghe bảo đỉnh cột 12 để quý vị có thể kịp thời chọn lựa cho cái căn phòng khách của nhà mình. Bộ bàn ghế này chi tiết như thế nào xin mời quý vị cùng theo dõi, và hẹn quý vị là một tuần nữa thì đồ gỗ Hoàng Thao sẽ lên những video của cái bộ bàn ghế này sau khi sơ BU để quý vị có thể xem, hoặc là nếu như mà quý vị là muốn xem mộc thì có thể đến với cả cơ sở của đồ gỗ Hoàng Thao ngay và luôn để có thể kịp thời xem những các cái vân gỗ mộc của đồ gỗ Hoàng Thao để có thể chọn lựa cho cái không gian của nhà mình. Hãy follow kênh của đồ gỗ Hoàng Thao để có thể xem những các cái sản phẩm đồ gỗ nội thất vô cùng cao cấp nhé. Và quý vị, và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đi vào chi tiết của bộ bàn ghế này. Với một bộ bàn ghế 10 món thì đồ gỗ Hoàng Thao có bao gồm một chiếc đoản, một chiếc bàn, 4 chiếc ghế đơn, 2 chiếc đôn kẹp và 2 chiếc đôn ngồi. Đây là một cái bộ sản phẩm rất là lớn để quý vị có thể kê cho một gia đình đông thành viên với cái không gian diện tích khoảng 15m² trở lên, thì kê vào rất là đẹp và có không gian rộng rãi, đủ thoáng để quý vị có thể ngắm nghía được các cái chi tiết của sản phẩm này. Về cái thì rất là dễ chơi và rất là theo xu hướng, không bao giờ là hết hot cả. Bởi vì là cái mẫu Minh Quốc Nghê chính là một cái mẫu bàn ghế mà nó đi từ đời này sang đời khác mà sẽ không bao giờ bị phai nhạt đi. Cái dòng ghế Minh Quốc Nghê thì rất là mạnh khỏe, khỏe khoắn và mang một cái led gì đấy rất là cao sang và sang trọng. Đặc biệt là làm trên cái chất liệu gỗ muôn hoa, những các cái đường vân gỗ rất là đẹp như thế này. Vân gỗ tự nhiên mà ở mỗi cái vị trí khác nhau thì lại là một cái đường vân gỗ khác nhau, rất là linh hoạt, rất là như là sóng nước mây trời như thế này, thì nhìn ở bất kỳ một cái góc cạnh nào thì cũng đều thấy nó rất là mới mẻ. Đặc biệt là được các nghệ nhân của đồ gỗ Hoàng Thao chọn lựa rất là kỹ lưỡng và tạo lên một cái bộ bàn ghế rất là hài hòa về cả gam màu lẫn những các cái hình thái vân, thì đây chính là một bộ bàn ghế mà mình nghĩ rằng là rất là tâm đắc của các bác thợ tại đồ gỗ Hoàng Thao. Nghe bảo đỉnh thì sẽ có nghe tạ ở trên đỉnh của một viên ngọc, và ở dưới chính là đầu rồng và đầu hổ phù ở phía dưới. Ở trên cái phần tựa thì được đồ gỗ Hoàng Thao đục hình ảnh là tam sư vườn cầu. Rất chắc chắn rằng là những các cái hình ảnh này thì đều là một cái hình ảnh vô cùng là linh thiêng và quý giá. Ở tay nghe thì đồ gỗ Hoàng Thao để là tay nghe trơn, thế nên là khi mà quý vị ngồi vào thì cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu. Đặt tay lên thì cảm giác là rất là mát và sờ vào thì rất là mịn, bởi vì cái chất gỗ muôn hoa thì là một cái chất gỗ có cái tâm vô cùng là mịn và tâm nhỏ, thế nên là quý vị sờ vào rất là mát tay và cảm giác rất là mượt. Cái điều thứ hai mà mình muốn nói đến cái bộ bàn ghế này thì đây chính là một cái chiếc bàn. Chiếc bàn rất là lớn mà của một bộ bàn ghế 10 món. Bên cạnh đó thì đồ gỗ Hoàng Thao ở cái bộ bàn ghế 10 món này thì còn có 2 chiếc đôn kẹp và 2 chiếc đôn ngồi để quý vị có thể gia tăng thêm diện tích, gia tăng thêm chỗ ngồi cho các quý khách của nhà mình. Quý vị thấy không, có bộ bàn ghế nghe bảo đỉnh cột 12 này của đồ gỗ Hoàng Thao thì vô cùng là đẹp đẽ từ mộc như thế này rồi. Khi mà lên một lớp BU thì mình đoán đến 99% là cái bộ bàn ghế này hoàn thiện thì vô cùng là đẹp và xuất sắc để quý vị có thể chọn lựa cho không gian nhà mình. Trên một bộ bàn ghế thì thứ nhất dáng, nhì, da, thứ ba đường nét, thì trên cái bộ bàn ghế này thì quý vị đánh giá là bao nhiêu điểm ạ? Hay đến với cả đồ gỗ Hoàng Thao để có cái nhìn được khách quan nhất nhé. Đây, cái dáng ghế thì chắc chắn là vô cùng khỏe rồi, được đồ gỗ Hoàng Thao chọn lựa. Nó gỗ cũng rất là tỉ mỉ và rất là đanh, già, để gỗ rất là khô. Thứ ba là cái đường nét đục chạm, thì đồ gỗ Hoàng Thao là một cái cơ sở chuyên về gỗ muôn hoa nên là có những các cái sự điêu luyện khi mà đục chạm lên cái chất liệu gỗ này. Và đó chính là bộ bàn ghế nghe bảo đỉnh cột 12 của đồ gỗ Hoàng Thao trên chất liệu gỗ muôn hoa, bao gồm 10 món mà mình muốn giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay. Nếu như mà quý vị nào mà đang tìm kiếm những các cái mẫu bàn ghế rất là xu hướng đẹp đẽ cho không gian của gia đình nhà mình, sẽ đến với cả đồ gỗ Hoàng Thao để đồ gỗ Hoàng Thao có thể hỗ trợ quý vị một cách chu đáo nhất và có cái nhìn khách quan nhất về các cái sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp. Và cuối cùng thì mình sẽ được tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip giới thiệu sản phẩm đồ gỗ nội thất lần sau. Và đừng quên hãy follow kênh để có thể cập nhật những các mẫu sản phẩm bàn ghế theo xu hướng đẹp đẽ cao cấp đồ gỗ Hoàng Thao. Xin chào. Hãy mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm đồ gỗ Hoàng Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ muôn cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ gỗ Hoàng Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.